Tisu xin chào các bạn, chào đón các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Shop. Thì như những cái hình mà các bạn gửi ở trên trang Facebook cho mình là 45 cái mẫu áo vest, thì bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn từng mẫu một ha. 45 mẫu một tuần mình sẽ vẽ 6 hoặc 7 mẫu thì nó mất khoảng chừng 1 tháng thì mới xong. Cho nên là trong đợt này thì mình sẽ không nhận mẫu mới ha các bạn. Mẫu này là mẫu số 47 nha. Mình đánh dấu để cho các bạn dễ tìm ra. Và đây là cái mẫu mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nè. Một cái mẫu mình thì không đưa cho các bạn công thức chuẩn của áo vest thiệt á, tại vì nó rất là khó, nếu các bạn chưa bao giờ được thực hành qua thì các bạn không thể nào may được cả. Cho nên mình cũng hướng dẫn cho các bạn cái form cổ y chang, cái kiểu này y chang nhưng mà là form áo giả vest nha các bạn nha. Ngay cả tay áo cũng vậy, nếu các bạn chưa bao giờ các bạn thực hành thì các bạn sẽ không bao giờ làm được. Cho nên là mình vẫn áp dụng cái phần cổ để các bạn ra được cái kiểu dáng này, nhưng mà trên cái phần form mình gọi là giả vest, nên là các bạn lưu ý ha. Rồi, bây giờ với cái mẫu này thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Các bạn sẽ lấy cho mình cái chiều dài áo. Dài áo cái mẫu này qua mông một chút xíu thì mình lấy dài áo là 55. Và cái phần hạ eo của mình là mình sẽ lấy là 35. Dài áo 55 ha. Và hạ eo là 35. Sau đó các bạn sẽ lấy cái phần hạ ngực cho mình là bằng ngực chia cho 5. Các bạn cộng cho mình là 1. Thì ngực ở đây của mình á là 86 chia cho 5 là bằng 17,5. Các bạn cộng 1 thì các bạn được 18,5. Thì các bạn sẽ lấy dài cho mình cái phần này là 18,5. Các bạn lấy ngang qua cho mình ha. Và các bạn nhìn thấy cái màu áo này nè, nó sẽ có độ chồm là 4 phân. Cho nên mình sẽ vẽ một cái thước mà nó sẽ chiều lại ở cái đường bên ngoài một cái thước ha. Để lát nữa mình biến kiểu cho cái màu áo. Sau đó thì các bạn sẽ lấy cái phần này qua cho mình là bằng ngang vai. Ngang vai là bằng vai chia 2 là bằng 17. Hạ vai là các bạn sẽ lấy là 4. Vai thì các bạn sẽ lấy cho mình là 4 nè. Sau đó vào cổ thì các bạn lấy cổ chia 5 thì nó được 7 nè. Và ngang ngực thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng ngực chia cho 4, các bạn cộng cho mình 2,5. Eo chia cho 4, các bạn cộng cho mình là 3. Và mông chia 4, các bạn cộng cho mình là 1. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ áp dụng các con số vào. Ngực chia 4 là bằng 21,5. Các bạn cộng cho 2,5 thì các bạn sẽ được là 24. Eo chia cho 4 thì các bạn sẽ được 18. Các bạn cộng 3 thì các bạn sẽ được 21. Mông chia cho 4 và các bạn sẽ được 24,5. Các bạn cộng 1 thì các bạn sẽ được 25,5. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái đường ngang. Này là bằng 24. Này là bằng 21. Và này là 25,5. Đó, chúng ta sẽ có được cái đường ngang ha. Sau đó các bạn sẽ vẽ cho mình cái dáng áo. Cái mẫu line này á, thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ bằng. Sau đó nó sẽ nhũi xuống thêm 4 phân. Cho nên từ dưới này mình sẽ xuống thêm 4 phân. Và các bạn sẽ đi cái đường này cho mình là bằng lên 2 phân nè. Các bạn đi mẫu line nè. Đến đây thì các bạn dừng. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần thân sau ha. Bây giờ quên chứ, chưa vẽ cái tay. Các bạn dừng vuông góc nè, các bạn lùi vào cho mình là 2,5 nè. Bạn chia làm đôi nè. Mình vẽ thêm một lần nữa nè. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ đo cho mình từ ở phía trên này nè. Đo từ phía trên xuống cho mình là bằng từ 22 cho đến 23, khoảng đó thôi. Để đây mình sẽ lấy 22. Và các bạn lấy ở ngoài vô cho mình từ 8 cho đến 9. Nó là khoảng cách giữa hai đầu ngực, thì tùy mỗi cái thông số mà các bạn sẽ vẽ ha. Rồi các bạn sẽ đi cho mình một cái đường thẳng xuống nè. Các bạn vẽ cho mình cái đường bên dọc nè. Mỗi bên là 1,5 phân. Để bạn sẽ có được cái đường bên của mình là 3 phân.
Và cái áo này thì nó sẽ đi, cái đề cấp này nó sẽ đi vào trong cái phần phía nách. Đó, thì các bạn giảm đề cấp và giảm đây luôn cho mình 5 ly. Và chúng ta xong được cái phần thân trước. Mà thân trước này là mình xong là về cái... Xong là mình vẽ về cái phần thân thôi nha. Còn cái phần ở bên trong là mình chưa có vẽ. Cho nên là mình sẽ cắt cái đường này nè. Mình rất là vui khi các bạn xem á. Các bạn nhớ bấm like và các bạn bình luận. Tại vì khi mà mình chia sẻ như thế này, mình thấy các bạn coi rất là nhiều. Nhưng mà mình thấy các bạn không có bấm like mà cũng không bình luận luôn. Cho nên là mình cũng hơi chạnh lòng một chút. Mình không biết là các bạn cảm nhận như thế nào về những cái bài vẽ. Vì vậy các bạn xem, các bạn nhớ dành một khoảng thời gian ngắn ngắn thôi, bấm một cái like hoặc là một cái bình luận gì đó để mình biết là cảm nhận của các bạn như thế nào. Thì mình còn chia sẻ tiếp tục chứ. Nó tới 45 mẫu lận mà. Các bạn nhớ nha, nhớ bấm like và bình luận. Mình có được cái phần thân trước nè, sau đó là mình sẽ mình sẽ đặt cái này lên, mình vẽ sang dấu lại cho cái phần thân sau. Thì thân sau nó sẽ nhỏ hơn thân trước một phần, cho nên mình gấp cái phần này lại, mình đặt vô đây luôn. Ok, nó chỉ nhỏ hơn một phần về bề ngang thôi các bạn, cho nên là mình không gấp hết cái phần cổ ha, mình chỉ gấp cái đường này thôi nè. Chính của nó là nó sẽ như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ sửa lại cái phần sườn của thân sau. Cái này các bạn lùi vào một phần, này các bạn lấy bằng, cái này các bạn lấy bằng ha. Và cái này các bạn sẽ lấy dấu ngang qua cho mình để lát nữa mình vẽ cái đường sống lưng. Và các bạn lật lên, các bạn vẽ cho mình cái phần like. Rồi, cái phần chòm vai này nè, các bạn chòm lên cho mình 2 phân. Sau đó các bạn ra cho mình 7 ly ha. Rồi, các bạn sẽ có được cái phần vai. Và phần cổ áo này á, thì các bạn sẽ lấy hai cái sườn vai này nó bằng nhau nha. Cái này mình lấy 11, thì trên này cái mình cũng lấy 11. Nhưng mà nếu như mà cái phần áo này các bạn lấy 11 là được, không cần phải điều chỉnh thêm, tại cái này đã đi bằng cái phong kia. Rồi các bạn dịch chuyển vô là các bạn vẽ được cái phần sườn của phần thân sau. Rồi các bạn vẽ qua được cái dấu mà hồi nãy mình mới vừa lấy nè. Đây là cái phần cổ nè. Thì từ đây ha, từ đây khi các bạn thực hiện xong thì các bạn sẽ xuống cho mình là 5 phân. Và các bạn sẽ đặt cái thước vuông góc vô, các bạn sẽ đi dòng cổ cho mình. Rồi ở đây các bạn lùi vào cho mình 3 ly nè, 0,3 nè. Này các bạn vô 1 phân rưỡi nè. Và các bạn sẽ vẽ cho mình cái phần đường sống lưng nè, 3 ly nè. Tới đây nè, vô đây 1 phân rưỡi nè. Đi thẳng xuống nè. Đó, thì chúng ta sẽ được cái phần sống lưng của cái phần thân như thế này. Sau đó các bạn chia làm đôi, các bạn vẽ cho mình cái phần bên dọc. Cách phần này 5 phần. Nếu các bạn muốn đề cấp thì các bạn chia đường này ra, các bạn đi cái đường đề cấp. Đó. Rồi chúng ta sẽ ra được cái phần thân sau của cái áo như thế này ha. Khi các bạn có được cái phần thân sau rồi á, thì mình sẽ cắt cho cái phần thân sau. Thì các bạn sẽ có được cái phần thân sau ở đây. Và các bạn nhìn thấy cái phần tay của mình nè. Phần tay thì nó sẽ hơi rút rúng nhẹ ở trên cái phần đầu tay nha. Rồi mình vẽ luôn cái phần tay. Các bạn sẽ đo cho mình dòng nách thân trước và dòng nách thân sau. Ở đây các bạn sẽ được là 21.
Nếu mà bạn nào mà thấy nhanh quá mà mình xem không kịp á, thì các bạn ở trên YouTube nó có chế độ tua chậm á, thì các bạn tua nó lại chậm đi một nửa tốc độ thì các bạn sẽ nghe từ từ ha. Này mình đo được 241, các bạn chia làm 2 thì các bạn sẽ được là 20,5. Rồi các bạn sẽ dựng cho mình một cái đường thẳng lên như thế này. Rồi các bạn kéo ngang qua. Rồi cái khoảng cách này đi xuống á, thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng ngực chia cho 10. Các bạn sẽ cộng cho mình là 4. Ngực ở đây mình là 8,6 nè, là 8,6 cộng cho 4 thì coi như 9 cộng 4 thì ở đây mình sẽ được 13. Thì các bạn sẽ lấy cho mình một cái đoạn bắt đầu từ đây, các bạn đặt lên nó là bằng 13, là đoạn này từ đây đến đây. Sau đó thì các bạn sẽ đặt một cái thước ngang nó bằng con số này nè, nó là đường chéo là bằng 20,5, là nó nằm ở đây. Các bạn chia làm đôi và các bạn sẽ xuống đây cho mình một phân và bạn lên đây cho mình hai phân. Các bạn sẽ đi được cái dòng nách ở trên thân áo. Và cái phần này thì các bạn sẽ lấy nó sẽ bằng là cử tay chia cho 2 cộng 1. Rồi chúng ta sẽ có được cái phần tay áo như bình thường. Và cái tay áo này nó sẽ phồng ở phần đầu tay nha. Và vì vậy cho nên là các bạn sẽ ra cho mình cái khoảng cách phòng ở đầu tay mình ra lên 7 và các bạn sẽ lên cho mình 2. Đầu này lên 2 nè, đầu này ra 7 nè. Sau đó là các bạn sẽ điều chỉnh lại cái phần dòng nách cho mình cho nó cao lên. Lên 7. 7 thì mình chỉ mở rộng cho cái phần đầu tay thôi, cho nên là phần này các bạn sẽ cắt cái phần tay như thế này, các bạn sẽ đặt cái đường gấp đôi vô. Đường gấp đôi nó sẽ chuyển qua đường này và chúng ta sẽ may rút dúng đường này lại. Thì khoảng cách này là khoảng cách chúng ta sẽ rút dúng cho cái phần tay nha. Rồi mình cắt cho cái phần tay, sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện cái phần cổ áo là chúng ta hoàn tất được mẫu. Rồi các bạn xong được cái phần tay áo nha. Phần tay áo với cái phần thân sau thì mình đã xong nè. Rồi bây giờ đó thì Tisu sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách chúng ta thiết kế cho cái phần cổ áo. Các bạn nhìn cái cổ này ha, nó là cái cổ bao đan tông rời. Nó vẫn ra được dáng đan tông nhưng mà nó là đan tông rời. Và nó bắt đầu từ cái đường ngang ngực này, các bạn sẽ chấm cho mình một đường là nó sẽ ra 4 phân. Và bắt đầu từ eo thì nó sẽ bắt đầu thuôn về lại một phân và nó về lại cái phần lai. Cho nên là đầu tiên nhất là các bạn sẽ xác định cho mình được cái đường là điểm bẻ ve, là nó sẽ nằm ở cuối cái phần dòng nách nha. Cuối phần dòng nách. Và các bạn sẽ đi vào cho mình cái phần lai áo như thế này. Chúng ta sẽ có được cái phần lai áo như thế này. Và ở ngay vị trí eo nè, các bạn nhìn thấy là đó, đây là một phân nè, cái chỗ này là chúng ta cài nút nè, nó nằm ở giữa một phân nè, thì từ đây các bạn sẽ ra cho mình 2,5 phân, đây 4 phân và đường dưới này các bạn vô mình 1,5 phân, chúng ta sẽ có được cái phần thân áo. Và các bạn sẽ kẻ một cái đường ngang qua. Các bạn sẽ kẻ cho mình một cái đường ngang qua và các bạn hình dung ra được rằng là cái phần cổ áo của mình, cái phần cổ áo của mình á, là nó sẽ có cái phần đuôi ra là 5 phân và phần này ra được 7 phân và chúng ta sẽ có khoảng cách hai cái đầu ve. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện. Mình sẽ phác họa trên cái phần cổ áo trước ha. Các bạn sẽ thấy là chúng ta đi bắt đầu từ đầu vai nè. Các bạn chia vai ra làm đôi và các bạn xuống đây cho mình là 2,5 phân. 2,5 phân thì chúng ta sẽ có độ lớn của cái phần lá ve. Sau đó thì các bạn sẽ có một cái đường xéo của cái phần lá ve mà chúng ta cắt về trong cái phần cổ áo. Mình chấm chấm đường này cho các bạn dễ hình dung ha. Và chúng ta sẽ có độ lớn của cái độ hở ve, khoảng cách này là 4 phân và khoảng cách này qua nữa là 4,5 phân. Rồi các bạn sẽ vẽ được cái phần ve này. Và ở dưới cái phần bao áo nè, các bạn đặt cái cây thước vuông góc vô đây cho mình. Các bạn lấy cho mình đường này là 5 phân. Và cái đường này các bạn đo ra cho mình á, nó sẽ có độ lớn là 8 phân. Nằm ở đây nè. Đó, thì từ đây các bạn sẽ kẻ vô được cái phần lá bâu. Rồi các bạn sẽ đi được cái đường cắt lá bâu. Và cái hai cái lá bâu này á, là nó sẽ có cái độ lớn
cùng bằng với nhau nằm trên một đường thẳng. Vì vậy mà cái chỗ này mình sẽ đẩy cái phần lá bâu cho nó lớn hơn một chút xíu nữa, để hai nó có cái độ cân đối bằng với nhau. Sau đó thì các bạn sẽ dán cái phần này vô đây, để chúng ta lấy chiều dài của cái phần cổ thân sau. Này, thì các bạn bắt đầu từ cái đường này nè, mình sẽ đi thẳng ha. Mình đi cong cái đường này cho nó vô hai ly cho nó đẹp đẹp cái cổ, chứ không nó nhìn nó xấu. Mình sẽ đi thẳng lên. Thì cái đường đi thẳng này các bạn sẽ đo cho nó là bằng cái phần cổ thân sau, các bạn đặt vô đây nè. Mình đo cho nó bằng, nó nằm ở đây. Thì sau đó là các bạn sẽ dựng cho mình cái đường vuông góc. Đường vuông góc này các bạn lấy độ lớn ra cho mình là 7 phân. Sau đó thì các bạn sẽ lấy đúng 7 phân và các bạn sẽ nối nó vô đây. Nãy mình lấy cái này nó hơi nhỏ hay sao? Cái này phải đẩy ra thêm thì nó mới cân đối vô, nó không có bị gãy cái phần cổ. Rồi, đó, thì chúng ta có được cái phần cổ của cái áo bao đen tông như thế này. Thì các bạn sẽ dùng cái kéo ha, các bạn cắt ra. Các bạn sẽ dùng cái kéo các bạn cắt ra ha. Cắt theo cái đường màu xanh, đi lên đường này. Và đây. Và chúng ta sẽ đi cho cái đường xiên này. Rồi các bạn ra được cái mẫu áo và chúng ta sẽ có được cái bao ve như thế này. Khi mà các bạn thực hiện cắt trên vải thì sau khi các bạn đặt rập lên thì các bạn sẽ lấy cái giấy rập các bạn sang giấu lại cho mình cái phần cổ này riêng ra. Và chúng ta sẽ thực hiện được cái phần mẫu áo bao đen tông giống như hình ở đây chúng ta có nha. Như vậy thì mình mới vừa chia sẻ xong cho các bạn cái mẫu này. Còn ở đây nó có cái phần túi giả ha. Thì các bạn thường hay hỏi mình là cái túi nó nằm ở vị trí nào. Tùy theo mẫu ha. Thì cái mẫu này nó nằm ngay cái vị trí ngay cái vị trí ngang eo luôn. Cho nên là từ ngoài này các bạn đo vào cho mình 5 phân. Và các bạn sẽ lấy độ lớn của cái phần nắp túi. Độ lớn của phần nắp túi như cái mẫu này nó là 4/7 ha các bạn ha. Thì chúng ta sẽ có vị trí của túi ở đây. Thì mình mới vừa chia sẻ xong được cho các bạn cái mẫu áo, mình nói là áo giả vest nha. Tại vì công thức đúng vest là các bạn không thể nào mà làm nổi nếu như mà các bạn không được sự hướng dẫn cụ thể từng chi tiết, các bạn sẽ làm khó lắm. Cho nên mình hướng dẫn cho các bạn cách này thì các bạn vẫn ra được mẫu, nhưng mà nó gọi là cái độ sắc nét mà form như áo vest là nó không bằng, nhưng mà các bạn vẫn ra được cái mẫu form dáng này như vậy. Thì chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ bấm like, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Và bình luận vào bên dưới các bạn thấy cái mẫu này khó hay dễ, đẹp hay xấu hay như thế nào đó thì nhớ bình luận cho mình được biết. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.